Hello anh em, chào mình đang quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game One Punch Man của VNG. Và hôm nay là ngày thứ 45 anh em chúng ta trải nghiệm tựa game này. Hôm nay thì nó có rất là nhiều sự kiện mới nữa mà. Thì xíu nữa mình sẽ xem thử mấy sự kiện mới hôm nay như thế nào. Mình sẽ coi thử và chơi thử nha anh em. Ui, để mình xem thử cái đội hình. Ok, nãy giờ mình có tí công chuyện như này nè, mình không biết là mình có nhận được cái phần thưởng gì đây anh em. Đấy, để mình xem thử nãy giờ mình quánh boss mình nhận được cái gì đây. Anh em đợi tí xíu nha. Giờ mình cũng chẳng biết là mình được cái món gì nữa anh em. Đây, anh em nhìn cái kho đồ của mình thử đây. Khá là cùi anh em ạ. Toàn là tấn công phòng thủ không à. Đây, ui, à, mình được một món tím lấp lánh anh em ạ. Món tím lấp lánh đầu tiên trong cuộc đời của mình lại là một cái món mà phòng thủ lại tốc độ khá là nhỏ anh em, mà cực kỳ đen luôn. Cực kỳ đen bóng. Số mình sao nó kỳ vậy anh em. Chưa giờ mà mình nhỏ như vậy anh em à. Cái món này chắc là mình sẽ thay vào vị trí của em đồng đế thôi anh em à. Đó, chắc là mình sẽ thay vào vị trí của đồng đế. Bây giờ mình sẽ xem thử là cái món đồ này là cái món gì đây anh em ơi. Món bóng, ở lộ cái món lấp lánh đầu tiên nha anh em. Món tím lấp lánh đầu tiên à, phòng thủ, tốc độ, HP, tấn công với lại phòng thủ nữa. Ủa à, chết đấy. Cái món nãy ở trên là cái món gì ta? Để mình xem thử. Coi thử cái món ở trên là cái món gì có ngon hay không. Anh em đợi xíu nha. À, cái áo đi, mình chọn cho cái áo đi à. Để mình quên soi thử là cái món mình đang đeo là gì, HP với lại tấn công hả? Đúng không ta? Ở tốc độ chứ. Con xe đạp này bình thường mình hay đeo món tốc độ chứ. HP lại tốc độ nè. Đây, cái này ngon hơn khá là nhiều. Nếu mà bây giờ thì mình cũng chẳng biết mình thay vô vị trí nào bây giờ anh em. Tấn công, tốc độ, HP lại đỡ đòn hả? Con xe đạp thì ở lòng con vi vàng thì HP lại tấn công. HP lại tốc độ nè. Bây giờ nếu mà mình gỡ cái món này ra nó sẽ bị mất đi cái dòng máy này anh em ơi. HP với lại tốc độ nè. Ôi, mình có hai món HP với lại tốc độ anh em à. Ôi, khá là nhỏ, tự nhiên được cái món lắp đánh nhưng mà rất tiếc là không có sử dụng được anh em ơi. Đen quá vậy ta. Lâu lâu mới được món lắp đánh mà ai ngờ đâu à, nó lại vô cái áo này nữa chứ. Phòng thủ với lại tốc độ nè, khá là ngon. Nhưng mà bây giờ mình chẳng biết thay vô con nào chưa. HP với lại tốc độ. Cái này thì mình thay ra thì mình sẽ bị mất đi cái set thanh lịch cho anh em. Cái này nó sẽ tăng thêm 20% phản đòn cho con tướng mình á. HP với lại HP 5% bảo kích đỡ đòn. À, không lẽ bây giờ mình thay đỡ cho con này ta. Đây, để mình thay vô thử xem mà nó có lên thêm mớ lực chiến nào nữa hay không nha. Phòng thủ với lại tốc độ. Không lên được lực chiến tại vì cái áo bên kia mình cường quá, nó cao quá. Thôi để mặc đỡ cái áo này trước đây nè, để sau này có mình sẽ thay vô sau. Mất đi tới 2000 mấy lực chiến anh em à. Ủa kỳ vậy ta, mình có mặc lộn đồ không hay sao mà sau lực chiến mình bị mất đi khúc vậy đó anh em. Nãy mình nhớ là mình tới 870 mấy k luôn mà ta. Thôi đợi xíu để mình về mình thay cái co lại cái đã anh em. Hôm nay là có rất là nhiều sự kiện mới luôn. Đây, không biết là mấy anh em đã xem chưa. Cái sự kiện kỷ niệm mùa thu anh em. Đây, sự kiện này anh em phải nạp tới 199k lần thì anh em mới có thể là sở hữu được. Nguyên một tuần anh em đăng nhập anh em nhận mấy cái phần thưởng anh em. Đây, có cái gọi là cái ngoại trang anh em. Ngoại trang phải. Ngoại trang con tướng giống như cái con tôm hùm mình đang sở hữu nè. Đây, đó là cái sự kiện nạp thôi. Còn cái sự kiện tiếp theo là cái sự kiện
À, vòng quay hào quang, vòng quay hào quang này anh em làm mấy cái nhiệm vụ anh em làm mấy nhiệm vụ hàng ngày để anh em vô anh em nhận được mấy cái thẻ đó. Để mình vô trong đây mình cho anh em xem cái thẻ nè đó. Đợt trước anh em nào kêu mình để dành lại cho nên là mình để dành được anh em đó, mình để dành được 12 thẻ anh em đó. Thì bây giờ cái mùa này á, anh em có thể là tiếp tục sử dụng cái thẻ này đó để mình chơi sự kiện này luôn anh em. Thì hôm nay là mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này, còn cái nhiệm vụ tiếp theo là anh em úp cái huy hiệu 3 lần, 5 lần, 10 lần, 20 lần đó là anh em có thể nhận được tai nạn bất ngờ. Tai nạn bất ngờ 5 lần, tai nạn bất ngờ 8 lần. Ủa, tai nạn bất ngờ ở đâu ra dữ vậy ta? Cái này anh em phải tích nhiều ngày quá. Sáng giờ thì mình đánh tai quả bất ngờ như được 2 lần rồi phải. Đấy, lần thứ hai mình nhận được cái bộ trang bị màu cái áo màu tím xịn sò, lắp la lắp đánh các kiểu anh em. Khá là hên. Không ngờ hôm nay hên dữ anh em. Nhưng mà nó cũng chưa hên lắm, lắp la lắp đánh thôi nhưng mà nó khá cùi, khá là đen anh em ơi. Để mình qua bên đây thử ấy. Rồi bên đây mình có thể là up được cái này nè. Lên được nhiêu ta? 11, 13 luôn. Thì bây giờ mình sẽ up cho mấy con này lên để còn full cái nhiệm vụ 20 lần. 20 lần cường quá cái huy hiệu anh em, 20 lần cường quá huy hiệu nha. Đây, 20 lần cường quá huy hiệu là mình có thể nhận được mấy cái thẻ này. Đó. Thì cái thẻ này là mình có thể là sử dụng cho chắc là cho cái mùa sau đó nha. Rồi được rồi, mà anh mấy anh em kia mà kêu mình để dành lại để cái đợt này mình chơi thì ok, mình cũng để dành lại và hôm nay mình chơi luôn anh em. Đây, khoảng này cái sự kiện nạp 199k nè anh em. Đó. Với lại ở trong cái tiếp tế nó đang tăng cái tỷ lệ ra cái lõi vàng anh em, ra cái lõi vàng. Thì bây giờ mình sẽ chơi thử đây, mình có 20 vé nè, mình sẽ ít thử 20 lần nha anh em. Mình đặt thử 20 lần xem thử nhân phẩm như thế nào đây. Thưởng, ôi, được gương huy hiệu cao, nhưng mà cái này như là ngẫu nhiên anh em, mình không có được tự chọn ha. Phải được tự chọn thì ngon quá. Hiếm, ba lỗ, sunit, ôi, bốn con ba lỗ nè mà. Ngon lành của hành với lại mảnh quái nhân, mảnh anh hùng nữa. Ngon lành luôn anh em ơi. Quá đã, quá đã. Ủa cái này mình chưa có tăng bậc được anh em. Mình còn phải mở tới 40 lần nữa mình mới thể tăng bậc được. Ôi, đợt này sao cùi dữ nè. 35 lần nữa mình sẽ tăng lên được cái kệ hàng thứ hai. Đó, lỡ này mình chơi đợt này luôn Sonic hai mảnh để mình xem thử anh em trong hội có ai xài Sonic không, mình tặng luôn đi. Mình không có xài Sonic anh em ơi. Gương huy hiệu cao nè. Đó, rồi ok, để mình vô mình mở mấy gương huy hiệu cao xem thử là mình có thể đập con bi vàng lên hay không. Ôi, được cái một mảnh giác đấu rồi ta. Rồi ok, để mình vô trong xem thử là con bi vàng mình đã mất kêu rồi. Tăng sao. Ôi, còn thiếu khá là nhiều anh em, còn thiếu khá là nhiều. Bi vàng tại giờ chưa thể nào mà up sao lên 5 sao được rồi, chắc ngày mai nữa. Ôi, hết thể lực nữa. Hôm qua mở cái gương hội nè, mở gương hội được cái vé thiên ngộ tinh anh với lại món trang bị như là tím thì phải. Nhưng mà cũng khá là cùi thôi. Đó. Khá là ngon, ngon lành của hành. Rồi ok, bây giờ sẽ quét tiếp đây. Đây, mỗi ngày mình sẽ quét hết tất cả huy hiệu luôn, mình không sót huy hiệu nào hết. Mình để dành nó mới được. Ở sau này cần anh em, mỗi ngày là mình quét sạch boss nha anh em, mỗi ngày mình sẽ quét sạch boss luôn, mình không chừa con boss nữa cho anh em. Đó. Tất cả các huy hiệu giác đấu hay là vũ trang hay là công nghệ gì đó mình kiếm hết luôn anh em. Mình kiếm sạch luôn, không chừa sót cái nào hết. Ok, hôm nay bi của mình đã lên được cái tầng này rồi. Ngày mai hoặc là ngày mốt thì đó mình sẽ lên được 5 sao. Có thể là chắc ngày kia quá nè. Để xíu mình suy nghĩ có nên là đập thêm 180 kim cương để mình quét thêm 3 lần nữa hay không, 4 lần nữa đó. Tại vì mình bây giờ mình có thể là quét tới 4 lần lắm, cho nên là bây giờ mình đập tới 200 kim cương anh em. 240 kim cương là mình sẽ quét được thêm 12 lần nữa. Là mình sẽ được thêm 12 mảnh nữa anh em à. Đó. 12 mảnh nữa và ngày mai mình quét thêm một nháy nữa thôi là mình sẽ đủ luôn. Mình sẽ đủ up cho con bi vàng luôn. Hiện tại thì cái mảnh vạn năng thì mình còn khá là nhiều, cho nên là ngày mai mình đập lên luôn nè. Quyết định này, ngày mai nha anh em, ngày mai mình sẽ đập bi vàng ở năm sau. Rồi ok, đấy, bây giờ mình sẽ đập cho con đồng đế lên cam đó anh em. Cam sành. Đó, ok, ngon lành của hành luôn. Bây giờ mình sẽ càng quét cho cái con này lên luôn đi nè. Con vaccine man nè. Mình kiếm sẵn nguyên liệu thôi, chứ chắc mình không đập đâu.
nữa chắc mình thay con Fubuki vô anh em ơi. Hiện tại giờ con Vaccine Man giờ nó vô trong team nó cũng không có làm ăn gì được hết. Chưa kịp màn ăn gì nữa trơn là nó bị bắn gụm nụ anh em. Ê, sau này mình sẽ cố gắng mình sẽ kiếm được cái kỹ vật của ông Fubuki và mình sẽ thay nó vô trong cái đội hình của mình. Ê. Nghe mấy anh em nói là thức tỉnh kỹ vật của ông Fubuki nó mạnh lắm anh em ơi. Nó khả năng mà trừ giáp của kẻ địch. Hiện tại giờ mình chưa có xem được cái tuyệt kỹ vật của con Fubuki cho nên là mình cũng không biết nó sẽ tăng hay là thêm cái gì, thêm thuộc tính gì. Để cái gì mình lên mạng mình xem, lên YouTube mình xem thử có anh em nào đam mê con Fubuki không, để cái gì mình tham khảo thử nè. Rồi ok, xong rồi. Hôm nay ở trong siêu thị nó có bán nè anh em. Nó có bán cái trang bị màu tím 300 kim cương nè. Nhìn khá là ngứa tai anh em ơi. Cực kỳ ngứa tai luôn á, nhưng mà mình không có dám. Tại vì hiện tại giờ còn ít kim cương quá. Qua nay mình để dành khá là lâu mà chỉ được có bao nhiêu kim cương thôi. Cho nên là không có dám chơi. Đây, hết rồi nè, hết vé rồi nè. Con ba lỗ, hồi nãy con ba lỗ mà được thêm mấy mảnh rồi thì vậy. Mình xem thử con ba lỗ. Tăng sao, ồ, ngon lành của hành anh em à. Mình có thể là up sao được cái con ba lỗ nè. Hiện tại giờ mình chưa lên được 900 anh em, còn thiếu tới 200, có lộn, còn thiếu tới 22k là thiếu tới 22k nữa mình mới đủ. Hôm nay mình ra video sớm nha anh em, hôm nay mình ra video sớm tại vì mình có nhiều sự kiện mới cho nên là mình ra video sớm hơn xíu cho anh em xem. Tại vì tối nay chắc mình sẽ like để mình tặng thẻ cho mấy anh em này kia. Đó, vì vậy mà anh em có thể là tối nay lên xem like của mình để mình biết đâu được nhận được thẻ cho anh em. Anh em nào mà có bình luận ở trong các video của mình thì tối nay mình sẽ lựa ra ngẫu nhiên để mình tặng thẻ Zin hoặc là thẻ phanh cạc, thẻ Gosu, thẻ gây, thẻ Garena, thẻ điện thoại gì đó tùy anh em. Thì anh em nào trúng thì anh em có thể chọn bất kỳ một loại thẻ nào anh em thích. Tỷ lệ gây phụ kiện cam mới lên được 10% anh em à. Từ 5 lên 10%, hiện tại giờ mình không còn cái vé linh kiện để mình có thể mở được, mình thử nhân phẩm với một cái vé thôi. Ui, đen quá. Quá đen anh em à. Hiện tại giờ cái vé vé cầu thủ mình hiện tại giờ được 9 rồi nè. Thì hôm qua mình đi thi đấu anh em, mình đi lên cái bậc trên mình lên được nhận được thêm hai cái vé siêu mộ cao nữa. Hôm nay mình hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay là mình sẽ nhận được thêm một cái vé siêu mộ cao thủ nữa, mình sẽ vô mình sẽ tử nhân phẩm cho anh em xem nha. Hiện tại giờ vàng mình còn khá là nhiều nè, mình up cho con bi vàng lên mát 70 luôn đi, bắn cho nó thốn một xíu. Hiện tại bây giờ em nó là 69k, hôm qua mình thay cái món tấn công kia vô á là nó lên được tới 70 mấy k, nhưng mà 71 72k đó, nhưng mà nó bị mất đi cái dòng mình thay cái món tấn công với lại tốc độ vô thì vậy thì nó lên được 7 mấy k, nhưng mà bị mất đi mấy cái dòng sát thương hay là dòng gì mình quên mất tiêu rồi ta, dòng HP vậy á. Thì thôi mình đeo cái món HP vô nó cho nó cứng một xíu. Ôi, cái này sao úp lên tốn dữ vậy nè. Bây giờ mình úp cái nào vậy ta? Phòng thủ với lại tấn công. Ôi, cái đôi giày cùi quá nè. Phải kiếm thêm cái đôi giày HP. Đôi giày HP mà cái đôi giày thanh lịch đó nè. Cái set thanh lịch này cho cái con Kabuto nó đeo hay nè. Hiện tại giờ mình đang không có đủ nguyên liệu để mình có thể là úp full cái set thanh lịch cho em đó. Chắc là đủ nhiệm vụ rồi đó. Ok, ngon lành củ hành anh em. Bây giờ mình sẽ vô mình sẽ thử nhân phẩm với 10 cái vé chiêu mộ cao thủ. Mình xả cái vé chiêu mộ tên anh trước đi, để cho nó xả bớt cái giận xui ra anh em, chứ nông dân mình xui quá. Có anh em nãy là đọc bình luận mình thấy có anh em kia nói là chỉ nạp có 1k được 1 triệu lượt chiến rồi anh, cày sắp luôn. Đấy, VIP dữ anh em à. Cực kỳ VIP luôn á. Server 44 chơi sau mình khá là lâu luôn á. Chỉ mà bây giờ đã lên được 1 triệu được chiến rồi. Mấy anh em cày ghê quá. Mình không biết làm sao mình gào quá anh em. Kỹ vật vua kỳ 7 ngày làm nhiệm vụ đã biết cày không cần nạp vẫn ăn được nhanh. Đúng rồi. Tại vì lúc đầu mình không có biết cày anh em à. Lúc đầu mới vô mình còn bỡ ngỡ lắm, cho nên là mình khá là cùi bắp. Nên là mình không có được cái kỹ vật của vua kỳ rất là tiếc. Bây giờ 40 mấy ngày không để mình chơi lại từ đầu nó hơi uổng. Em 70 mà có 770k. Nói chung là mình cũng thuộc dạng là được được hết em, chứ không phải là gà lắm ha. Mình cũng dạng như là trung bình khá anh em.
ba lỗ máu càng nhiều đấm càng đau nữa. Cảm ơn những lời góp ý của mấy anh em, những chia sẻ của mấy anh em mà rất là quý quý báu đối với mình anh em đó. Mình có thể là tham khảo những cái ngon luôn anh em ạ. Hai con tím thì phải anh em, hai con tím với lại một con vàng. Bây giờ mình sẽ xem thử là con tướng gì đây, mong là Tatsumaki hay là Samurai nguyên tử cũng được anh em ạ. Tatsumaki hay là Samurai càng tốt. Đấy. Đó, có hai con này vô nữa, đội hình là cứng luôn anh em. Tatsumaki cũng được. Để mình xem thử con này trước đi. Trời ơi, cái anh làm quả này. Để mình chia sẻ cho ảnh cái. Chia sẻ cho ảnh cái để mình không biết là có hoàn thành được cái nhiệm vụ chia sẻ không ta. Cái nhiệm vụ chia sẻ mình tới giờ chưa xong nữa. Ủa, không được, à được 5.000 vàng. Tại à, cũng đỡ bả nè. Ồ. Ta chính là thứ các ngươi luôn theo đuổi. Hình thái hoàn thiện của loài người mới. Ủa, ai vậy ta? Vua lòng cắt. Vaccine Man. Không phải, vua Vaccine Man là cái con nó đầu tiên rồi, nó là cái gì ta? Rồi rác thải này kia, nó nói là loài người phá hủy môi trường này kia kiểu. Ai vậy ta? Thôi bây giờ mình list giờ mình sẽ biết ngay luôn anh em. Đó, để mình xem thử. Con lành của hành đang cần ba lỗ nè mà. Mình đang cần ba lỗ. Ở lộn. Sao ghi nè, mình đang cần Kabuto. Mình đang cần Kabuto để đập cho em nó lên 5 sao thì ai ngờ đâu được em Kabuto luôn ý. Ghê với anh em. Ai dám manh động ta sẽ đốt hắn hình cho. Ai căng vậy ta? Lam quả. Ủa, lam quả nãy có rồi. Ôi, biết ngay mà anh em à. Lại là lam quả nữa. Ôi, khá là hên. Được hai tím một cam. Khá là xịn sò. Ai kết bạn với mình bên nè. Ôi trời ơi, 1 triệu lực chiến luôn nè. Lúc Kapi LZ gì đó không biết nữa anh em. Ok. Hiện tại giờ còn đến 15 slot bạn nè anh em. Ai kết bạn mình cũng đều ok hết. Để mình vô xem đội Kabuto hôm nay mình sẽ đạp cho em lên được 4 sao hay không. 12 là 48. 48 mới đủ anh em à. Nhưng mà hiện tại giờ mình đang thiếu mấy cái huy hiệu này. Ok, mình sẽ quét mấy cái huy hiệu này mình sẽ để dành luôn. Hồi nãy mình đi gì đó. gì khắc nghiệt đó nè. Dùng tự nhiên mình quên mất tiêu. Thì mình đi con Kabuto được thêm vài mảnh Kabuto nữa. Để có gì thời gian tới mình sẽ sử dụng Kabuto để mình đi, để mình kiếm đủ mảnh để mình có thể là đập cho em lên 4 sao luôn. Ôi lên 4 sao là cứng nè mà. Con lành củ hành luôn. Khá là nhân phẩm anh em ơi. Một ngày đầy nhân phẩm. Hai linh đình mỗi tiệc 5k kim cương. Ôi trời. Để mình vô trong trong nhà mình xem để có anh em nào mà mở tiệc linh đình đi nè. Không biết là anh có chia sẻ lên trên hội hay không. Dự tiệc. Đó. Ô kiếm lúa anh em à. Vô kiếm kim cương. Ôi không có anh em ơi. Cái tiệc linh đình nó ngon đó nha anh em. Cái tiệc màu tím đó nha. Đó, có khi mở ra được 50 kim cương luôn. Rồi. Khá nhỏ anh em ơi. Không được miếng kim cương rồi luôn. Cuộc đời mình nó cứ gặp may xong rồi nó sẽ gặp tới cái dặn đen, nó sẽ đến liền luôn anh em à. Khá là ngon. Vui quá anh em. Hôm nay quay khá là may mắn, khá là vui. Ra ngay Kabuto, ước mơ của bao người anh em à. Có mấy anh em chưa ra được Kabuto bao giờ. Mình lại ra hai con Kabuto luôn. Lúc trước là một ra được một con và hôm nay lại ra được thêm một con Kabuto nữa. Ngay con tướng mình đang cần để mình úp sao nữa anh em. Nhà Saitama trồng cây gì ta? Cây lan hoa quá. Ôi trời xương gồng. Ai từng là đệ tử của Nanh Bạc? Bác học phải bố già không phải là Suken chắc Nanano quá. Anh hùng nào từng chưa giao đấu với vua biển sâu? Mắt chân điện xe đạp hiệp sĩ kim lộc. Tù nhân du hí, hình như là hiệp sĩ kim lội vậy anh em. Đó, ok. Rồi, xong phim ngày hôm nay. Hôm nay mình cũng đã hoàn thành nốt nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Hôm nay cũng không còn gì để làm cho anh em xem nữa đâu. Hiện tại giờ mình quay tới quay lui để không để mình xem nữa. Còn gì mình đặt cho anh em xem đấy không. Mặt nạ.
Hiện tại giờ kỹ thuật của mặt nạ lên 3 sao rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ kiếm nguyên liệu mình đập với con vi vàng này lên cái bằng cam cộng 1 đi nha. Cam cộng 1 đi. Sau đó mình sẽ đập tiếp mấy con này. Hiện tại giờ cái team của mình đã có 1, 2, 3, 4, 5 con tướng màu cam rồi. Ê, khá là con hành của hành nhưng mà lực chiến khá là bèo anh ta. Lực chiến mới vẫn 879k. Hôm nay mình chưa có đi đánh đấu trường này vậy anh em. Hôm nay mình chưa có đi đánh đấu trường. Vô trong thi đấu mình xem thử. Tụt xuống hạng 183 luôn anh em à. Trời, mấy anh em khác lên được lên căng vậy ta. Để mình vô mình bày trận mình đánh lại thử xem sao. Ok, team này cũng được nè. Đó, để mình vô mình quánh với bạn Sagi trước đi. Sagi 800k nè. Không biết là win nổi không đó anh em. Trời ơi, bên kia có Tatsumaki nữa, Samurai rồi thêm Vi vàng Kabuto luôn mới kia với anh em. Bên kia toàn hàng xịn không. Ok, mới vô knock out được em đồng đế bên kia. Khóa cái kỹ năng điên loạn ở bản này. Ok, hốt hàng. Ôi trời, Vi vàng mình bắn thốn rồi ta. Cái tại bà nội du anh Tatsumaki bên kia nè. Ôi hên, bên kia đam không ngon cho lắm anh em. Bên kia đam phèn quá. Tatsumaki mình sợ lắm. Đòn của nó ra rất là thốn anh em. Nhất là cái ông pin ở trong hội mình đó. Như ổng cũng có Tatsumaki nữa thì phải. Khá là thốn. Bắn mấy phát là chết luôn rồi. Ôi, các bạn lờ mau có 701k nè. Giờ mình sẽ đánh với bạn này thử xem sao. Trời, bên kia có vua bầu trời nữa. Bên kia thì có Samurai. Cái này chắc ông mặt nạ lên tán phát chắc gụng nụ bi vàng bên kia quá nha. Trời, sao bên kia ra đoạn trước. Đừng nói là bi vàng. À, ok. Một hit lên dĩa liền. Ôi, không nổ gì. Tiếc rồi nè. Không có bảo kích. Rồi luôn. Anh đấm lại con đấm lại con mặt nạ của mình cũng đứt bóng luôn rồi. Không bảo kích tiếp anh em ơi. Không bảo kích cho nên không kích hoạt cái kỹ năng nộ. Bên mình bù lại thì có Kabuto với lại ba lỗ nữa. Châu. Rồi ok, ba lỗ ủi bác chết Sam luôn. Không chết anh em ơi. Rồi, xong phim. Finish. Ôi, mấy con mặt nạ ngọt ngào đấm thốn ghê đúng anh em à. Đây, hiện tại giờ 118 rồi, lên được hạng 118 rồi nè. Ôi, cái ông tám mấy này, ổng có 800k để mình quýnh với ổng thử xem sao nè. Trời ơi, Kabuto, ba lỗ rồi thêm Samurai nguyên tử nữa chứ. Viếp rồi nè. Mình kiếm Sam ngoài mà không ra. Bên kia toàn là đánh diện rộng không anh em. Ôi trời, chết luôn ấy. Ơi, anh Sam bên kia ăn sọt phát chết tươi luôn. Chết không? Chết Sam không? Chết Sam rồi anh em. Phản đòn. Rồi, ui, ảnh có 800k lực chiến thôi mà ảnh mạnh quá anh em ơi. Thẹt. Ui, khá là nhỏ. Chắc là mình phải thay vị trí của cái con ba lỗ lên trên để xem sao nè. Đây, thay vị trí con ba lỗ lên trên xem sao. Rồi, ok. Đó, ok, mình sẽ quánh lại thử xem sao anh em. Nếu 800k mà ảnh mạnh quá anh em. Nói chung là nãy cũng hên ha. Tại Samurai nó xẹt phát cuối chết con mặt nạ của mình. Nãy ảnh không có xẹt phát cuối là có thể là mình sẽ win được. Anh xui. Ôi, Samurai ảnh sắc thốn quá anh em. Ôi, hên quá. Ảnh sắc con vaccine man của mình. Rồi, ngon lành của hành. Thấy anh ba lỗ ủi nè, đó. Ủi chết anh Sam không. Rồi, vẽ luôn anh em à, vẽ ghe luôn. Đó, win. Không, thay đổi đội hình tí xíu là có thể là win được rồi anh em. Lên được hạng 84 rồi. Bây giờ mình sẽ được 47 kim cương nữa. Ôi, ở trên này toàn là mấy ông dữ không mà được ra ganh trong trung hội của mình đó. Ôi,
toàn là cao thủ không à, có hạng 83, 810k được chiến. Trời ơi, ảnh lên cam hết luôn anh em à. Ảnh lên cam hết luôn rồi, có Sam, ba lỗ, vua biển sâu, bi vàng, rồng đế, mũi. Thôi, phiêu chiến lẹ luôn cho nhanh anh em. Mua thêm một lượt nữa. Mua thêm một lượt nữa, đó. Mình sẽ lấy thêm cái gương bản năng. Đó, để dành sau này mình sẽ úp mấy con tướng lên sau. Đấy, xong, xong phiên. Bữa nay khá là nhiều thu hoạch nha. Bữa nay mình vừa lên được hạng top 100 rồi, ở trong top 100 rồi anh em à. Đó, hạng 87 thì phải, quên xem. Xong phiên tên tên về hội thôi anh em, về hội thu hoạch thôi. Đấy. Vô, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ các kiểu. Đó. 55 kim cương nữa. Mỗi ngày mình sẽ gom được khá là nhiều kim cương, mà mỗi ngày mình xài hơi bậy nhiều quá cho nên là hơi tốn kim cương. Đó, mỗi ngày chịu khó làm mấy cái nhiệm vụ kiếm kim cương nha anh em. Nông dân của mình cày cuốc chỉ đợi như vậy thôi, chi viện anh hùng là mình chưa có mua cái gói Battle Goyan nữa nè. Đây. Battle Pass chứ lộn, Battle Pass nha mà. Còn cái Goyan ở bên cái BOBG cứ nhầm qua hai bên rồi. Rồi ok, thôi mình cũng sẽ kết thúc video ngày hôm nay anh em, hôm nay khá là hên. Được một món tím lấp la lấp lánh, được một con tướng cam, chưa mộ anh hùng ra được một con tướng cam và lên được hạng 87 ở trong đấu trường. Vậy khá là ngon, nói chung là hôm nay cũng khá là may mắn của mình. Hôm nay mình còn một cái nữa, đó chính là mình khiêu chiến boss hội, mình lên được cái 16 triệu đam anh em à. Hôm nay khá là hên, khá là ngon luôn á. Hôm nay mình khiêu chiến con quỷ xương rồng, mình ăn nó được 16,33 triệu đam. Đó, khá là thốn. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của tựa game One Moon Man của VNG. Và anh em nếu mà yêu thích mình làm về cái tựa game này, hãy cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra nhiều video nông dân cho mấy anh em xem nha. Và nếu anh em xem thử là nếu mà có gì không, mình làm nó không đúng anh em, nó dạng như là nó hơi bậy xíu thì anh em cứ góp ý cho mình để mình chỉnh sửa nha anh em. Giống như là mấy anh em góp ý mấy bữa nay đó, ở nhờ mấy anh em mà mình khá là hoàn thiện khá là nhiều, sử dụng con Genos để mà đi quýnh boss này kia các kiểu, nó được kiếm lên đó đam lên khá là nhiều. Chứ bình thường mà mình quýnh con quỷ xương rồng đó là khoảng tầm vài triệu đam thôi anh em. Giờ anh em góp ý con Genos mà mình giờ hiện tại giờ toàn là mười mấy triệu không anh em, khá là ngon lành củ hành luôn. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video đây thôi, cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em nha.